Cảnh sát đi, đi. Tôi với, tôi không có muốn chết đâu. Đừng có ồn. Súng 10 viên đạn. Lợi hại nghe. Nhiều cái súng như vậy mà không bắn chết cậu. Quan Hỷ ca, tôi đem xác của Thác Sa về đây. Sau này ông không cần lo sợ hãng hại sau lưng anh rồi. Quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu. Có gan nói với tôi là muốn cùng làm việc với tôi thì tôi biết cậu là người làm việc lớn được rồi. Ê Bảo Xích, sao rảnh rỗi vậy? Qua đây uống rượu với tôi. À, có cái gì cứ việc nói ra đi. Ở đây đều là người nhà của mình. Tôi muốn qua đây theo anh kiếm ăn, không phải là giúp đỡ tạm thời, mà là theo anh kiếm ăn lâu dài. Cậu là thằng cò biết kiếm tiền nhất của Thác Xa, nó nhất định xem trọng cậu mà. Cậu cần gì qua đây giúp tù chứ? Anh ta xem trọng tôi thì không đem tôi cho anh mượn dùng.
Anh thực sự cảm thấy anh ta rất trọng tình nghĩa, xem anh là người nhà sao? Tôi thật sự xem nó là người nhà đó. Mấy chỗ bắt độ bây giờ của anh, anh ta rất phóng khoáng, kêu tôi giúp anh kiếm tiền. Mà tôi nghĩ không cần bao lâu, mối làm ăn này chính là chứng cứ tôi và anh bị bắt. Anh ta cũng chỉ muốn trừ khử anh. Anh ta vốn dĩ không tin tưởng tôi, cả tôi cũng muốn khử luôn. Vậy cậu có kế hoạch gì đây? Con người của Thác Sa vừa ích kỷ vừa tự cao, hắn ta căn bản không tin bất kỳ ai. Sao việc bắt đầu của hắn chỉ có một mình hắn biết. Tài sản, sổ sách, tài liệu làm ăn của hắn đều ở hết trong đó. Trước tiên anh tìm người dụ hắn dốc sức đổ vào cổ phiếu, cá hết tài sản cùng hắn. Đợi khi hắn không còn đường lui thì chúng ta sẽ ăn biến trả biến lại hắn. Đào sao quyền của hắn ra, mượn tay điểm ô tiêu diệt hắn ta. Sau này chúng ta là lớn nhất rồi. Ư kiên hay. Bạo sức 20 triệu của cậu đó. Quan Hỷ ca, anh thu lại 10 triệu đi, xem là quà ra mắt cũng được, để ở công ty cũng được. Sau này tôi theo anh kiếm ăn. Sao chỉ ít vậy được? Tôi thích cậu chính vì cậu giống tôi, nhìn xa trông rộng. Được rồi hả? Sau này cậu cứ theo tôi mà kiếm ăn, có tiền cùng nhau kiếm. Cảm ơn Quan Hỷ ca. Hôm nay tôi rất là vui hả? Sau này Bảo Xích giúp tôi quản giang hồ. Cô Bi, cậu đừng phụ lòng tôi đó, càng kiếm càng nhiều tiền nữa nha. Hồng Anh này muốn không phá cũng khó đó. Rồi, hôm nay nể mặt của tôi nha. Hai người cậu bắt tay nhau lại đây. Rồi, nè. À, trước đây có chuyện gì không vui quên hết đi. Hey, thiệt là ngại quá đi mà, kêu tôi nghỉ hưu sớm chút sao? Anh mới vừa ra khỏi tù, dù sao tôi cũng phải tặng món quà lớn cho anh. Đôi nghỉ hưu này, nó lộn, đôi kỳ hưu này tặng cho anh đó, chiêu phú chiêu tài còn lợi hại hơn là mèo chiêu tài đó. Nhưng mà nếu như ở trong đó nhàn quen rồi thì ăn xong bữa cơm này coi như nghỉ hưu đi. Số tôi khổ đó, rất nhiều cái khổ đợi tôi nếm trải, cậu nghỉ trước đi. Ê, đẩy hắn lại rồi đem đốt đi. Dạ.